Mùa đu đủ xanh, sự ẩn dụ cho thân phận của người phụ nữ Việt Nam. Mùa đu đủ xanh là một trong những bộ phim kinh điển của Việt Nam về người Việt, đất Việt và những cảm xúc thuần Việt. Phim được quay 100% tại phim trường dựng ở Pháp với kinh phí đầu tư được người Pháp tài trợ. Nhưng đạo diễn Trần Anh Hùng đã thổi hồn vào từng thước phim sự bình yên, chân thực và thân thuộc với người Việt. Phim xoay quanh cô bé Mùi và một đoạn cuộc sống hơn 10 năm, dưới thân phận người giúp việc cho hai ngôi nhà. Diễn biến phim cũng chia ra hai cột mốc, năm Mùi 10 tuổi và lúc trưởng thành 20 tuổi. Năm 10 tuổi, Mùi đến ở nhà một gia đình buông vải những năm 1950 gốc Bắc. Ở đây, bà chủ là người yêu thương Mùi, xem Mùi như người con trong nhà. Đồng thời, bà cũng là trụ cột của gia đình thay cho người chồng chỉ biết ăn chơi, đem tiền ra khỏi nhà. Khi người chồng mất, đó cũng là lúc gia đình lụi tàn. Khoảng 10 năm sau, Mùi chuyển đến giúp việc cho nhà khuyến, Vương Hoa Hội. Một nghệ sĩ dương cầm và cũng chính là người mà cô bé có những cảm xúc rung động đầu tiên nhất khi còn đi ở cho gia đình bà chủ. Một chặng hành trình trôi qua, Mùi tìm được tình yêu của đời mình và trở thành vợ của Khuyến. Hai cột mốc của Mùi được thể hiện với hai nữ diễn viên khác nhau. Mùi lúc còn 10 tuổi do Lưu Mẫn Sang thể hiện. Tuy Lưu Mẫn Sang là một người Pháp gốc Á, nhưng ở cô vẫn thể hiện được nét hiền hòa, mộc mạc của một cô bé Việt Nam năm xưa. Ở cột mốc này, Lưu Mẫn Sang khắc họa được một cô bé Mùi với vẻ đẹp nên thơ, đôi mắt trong veo, nét ngoài ngây thơ bình dị. Mùi chính là hiện thân của nét đẹp thuần khiết tâm hồn. Mùi khi trưởng thành lúc 20 tuổi do nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê, cô là người Pháp gốc Việt. Yên Khê cũng chính là vợ của đạo diễn Trần Anh Hùng. Cô sở hữu một khuôn mặt với nét đẹp của những phụ nữ Việt Nam thời xưa, do đó cô cũng hợp với hình tượng nhẹ nhàng đầy khí chất của Mùi. Đạo diễn Trần Anh Hùng đã từng nói rằng Mùi đu đủ xanh được dựng lên bằng những ký ức về mẹ của ông, nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong phim cũng được khắc họa rõ nét. Hình tượng người phụ nữ Việt trong phim được nổi bật lên với đức tính hy sinh. Sự hy sinh ấy được cài cắm khéo léo qua từng tình tiết trong phim. Khi Mùi còn 10 tuổi, bà chủ cũ một tay phải gồng gánh các việc trong nhà. Từ quán xuyến công việc nhà, lại tất bật lo kinh tế cho gia đình bằng cách buôn bán vải vì chồng bà là người mê đàn ca hát. Khi bị mẹ chồng quở mắng rằng không biết làm cho chồng hạnh phúc hay lúc chồng bà cầm hết tiền của bà đi khỏi nhà, bà cũng không một lời oán giận, chỉ lặng lẽ ôm nỗi buồn ngồi khóc một mình. Có chồng mà không biết mang hạnh phúc lại cho nó. Tấm lòng son sắt thủy chung của người phụ nữ Việt Nam cũng được thể hiện qua từng nhân vật trong phim. Sau bao nhiêu năm trời ròng rã, thứ tình cảm trong sáng của Mùi dành cho Khuyến vẫn vẹn nguyên, vẫn lặng lẽ và kín kẽ. Hay người mẹ chồng của bà chủ cũ, hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật trên gác kể từ ngày chồng mất, dù cho có người đàn ông khác đem lòng yêu mến bà và luôn sẵn sàng bên bà. Bà chủ cũ của Mùi cũng như vậy. Dù biết chồng mình có tệ bạc đến đâu, nhưng khi ông quay về, bà vẫn dễ dàng tha thứ, thậm chí bán cả gia sản chỉ để chữa bệnh cho ông. Khi được phát hành vào năm 1993 tại Pháp và nhiều nước khác ở châu Âu, bộ phim đã nhận được vô số lời khen ngợi của các nhà phê bình lẫn khán giả, đặc biệt là về cách khắc họa một góc nhỏ Việt Nam đẹp bình dị và con người Việt Nam nhỏ nhẹ, từ tốn và sắc son. Mỗi một nhân vật, từng chút một, góp phần vẽ lên một xã hội Việt Nam thu nhỏ, một xã hội xưa để nhớ. Từng lớp ký ức thật ngây ngô và trong veo của những người con xa xứ, như chính đạo diễn Trần Anh Hùng được mang hết vào trong Mùa đu đủ xanh. Và có lẽ, trong ký ức của Trần Anh Hùng, từng con người Việt Nam đều mộc mạc và đẹp như vậy. Toàn bộ các nhân vật trong phim đều đi đứng, nói năng từ tốn, khoan thai, lịch sự, cốt cách thanh cao. Điều đó không chỉ thể hiện qua lời thoại, vốn xuất hiện rất ít trong phim, mà còn ở màu sắc trong trẻo của phim, những cú máy dài và xen kẽ những âm thanh cuộc sống. Bối cảnh phim cũng nhận được nhiều lời khen từ người xem. Cách bố trí bối cảnh, quay phim vô cùng tinh xảo khi tất cả đều được dựng ở phim trường tại Pháp. Bóng cây bên đường cũng lay động theo gió, đến tiếng kêu của con dế, con chim và các loài động vật bên tai văng vẳng đều được dựng một cách tỉ mỉ, chân thật. Khó ai có thể nghĩ rằng một Sài Gòn ở những năm 50 được miêu tả đầy đủ, chi tiết trong phim lại được dựng trong một studio ở nước ngoài. Đạo diễn đã thành công khi dẫn dắt người xem đến với những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên Việt Nam dù trường quay được đặt ở Pháp. Qua đó, người xem hình dung ra vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của tâm hồn con người Việt Nam. Với những nỗ lực đó, phim đoạt giải Camera Vàng tại Liên Quan Phim Cannes 1993, một điều xứng đáng dành cho đội ngũ làm phim người Pháp gốc Việt.
Mùa đu đủ xanh không phải là một bộ phim để đánh giá, mà để cảm, cảm từ những cú máy dài tưởng như không kết thúc khiến bộ phim cảm giác chậm và đều như từng hơi thở. Xong, lại tạo cảm giác âm ỉ về sự xáo động, tự như những con sóng ngầm nhỏ xíu, khiến người xem phải suy tư. Và mỗi lần coi lại bộ phim kinh điển này là một lần trái tim lại thổn thức. Cùng Galaxy lại thưởng thức những thước phim kinh điển trong mùa đu đủ xanh nhé.